Vâng, xin chào anh em. Hôm nay Good Audio lên cho anh em một bộ dàn Victor với model là QX1. Bộ dàn Victor QX1 này rất là đẹp anh em nhé. Bởi vì thiết kế đèn 7 màu luôn. CD trong khay CD cũng là đèn 7 màu. Và cái dòng Victor QX1 này sử dụng đôi bát 10 gân cao su chép bằng giấy, đánh đâm rất trong và sáng. Dòng này thì nghe được đa thể loại nhạc anh em nhé. Ngõ vào kết nối thì có ngõ line in và một ngõ out cộng một ngõ tai nghe. Dòng này thì nghe đặc biệt là rất ấm tiếng. Ngoài ra thì có phần cassette, nhưng mà cassette dòng này hay bị lỗi anh em nhé, thì mình coi như bỏ. Bây giờ mình sẽ test thử nhạc anh em xem. Mình sẽ test qua MD. Bây giờ mình sẽ mở nhạc một giây sau. Một lần đồng đất, con là đồng lộc. Em mơ đừng khóc, em mơ đừng khóc. Bát đánh rất căng anh em nhé. Bộ này tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Công suất của một bộ này là công suất 40W, 20W một loa, nhưng đánh rất là lực. Với cái thùng rất là to anh em nhé. Thùng sâu tận 20, chiều rộng tận 16cm. Bộ này tuy nhỏ gọn nhưng rất nhiều tính năng: CD, MD, FM. Ngoài ra là ngõ AUX kết nối với điện thoại và máy tính. Bộ này bên mình bán với giá 1.200.000 đồng. Anh em nào mua hàng liên hệ Zalo 0357 518 999. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.